Vâng, lại được xin chào các bác nhá. Thì cũng lâu lâu rồi là trước đăng video rồi, nhưng mà thôi hôm nay tiện lấy về cho khách hai cái thùng 6 cầu đấy các anh chị ạ. Thì hôm nay em lại quay review cho các anh xem cái thùng đấy nha anh chị nhá. Thì thùng này là thùng inox 304 đấy các anh chị ạ. Thùng này thì là nó dày 6 gem đấy nha mọi người nhá. Và trọng lượng của nó là tổng là 12 cân. Thì nó bao gồm có cả chân đây này. Thùng này là thùng 6 cầu đấy các anh chị nhá. Thế thì đây là cái bánh răng của nó đây, bánh răng của nó là bánh răng to, rất là to luôn đấy các anh chị nhá. Đấy, còn cái nan này của nó là nan 6 ly này các anh chị này. Đấy, cho nên là nó rất là dày dặn, nó rất là to và nó có bao gồm có 4 vòng bi. Đây bi ở trên dưới đáy này. Bi ở trên cổ đây này. Đấy, đây bên này trong này này. Trong cái bên đây đây là một vòng nữa này là hai này, trên này này đây một vòng, đây một vòng là 4, như vậy là nó bao gồm có 4 vòng bi nha các anh chị nhá. Thì đấy là nói về cái thùng quay ong 6 cầu này các anh chị này. Thực ra thì cũng nói thật với các anh chị là em thì em bán hàng, nhưng mà có một điều là tại vì sao, vì là thôi thì cũng rất là mong các anh chị thông cảm là gì, là bây giờ nếu mà mình vận chuyển nhiều nơi ấy, thì là cái phí ship nó rất là nhiều. Thế cho nên là ví dụ như đây là các anh chị ở gần nhà lấy thì là em lấy về luôn để em gửi cho các anh chị luôn. Thế còn nếu mà các anh chị nào mà có nhu cầu lấy thì các anh chị cứ gọi cho em, sau đó là em sẽ gửi trực tiếp từ cơ sở đi, chứ em không lấy về nhà đâu các anh chị nhé. Thì đấy là nói về cái thùng quay đấy nha anh chị nha. Thì cái thùng này đây này. Đấy, đáy của nó là nó lồi lên các anh chị nha. Thì khi mình quay đến đâu thì mật nó sẽ ra đây này, nó ra cái lỗ đây này, cái chỗ này thì có thể là mình lắp cái khóa vào được, hoặc không thì thường thì bọn em quay thì bọn em chả khóa đâu. Thì bọn em đặt luôn cái ấy ở dưới, cái gọi là cái phễu ở dưới, sau đó là nó chảy vào luôn các anh chị ạ. Thì đấy là nói cái cầu về cái thùng 6 cầu nhá. Và em cũng phân tích luôn các anh chị này. Cái thùng này nó rất là, nó hay hơn cái thùng mà người ta hay hàn cái kiểu 6 cái cánh ấy các anh chị nhá. Tại sao em lại bảo vậy? Cái thùng 6 cánh ấy là ngày xưa bọn em đã dùng cái thùng 4 cánh như vậy, mà sau bọn em phải vứt đi rồi. Vì khi mình làm như vậy là mình kéo lên là nó rất là hay bị sát vào như này này. Nó sát vào cái hai bên nó nhỏ cho nên là nó kéo. Thì nó rất là hay bị sạt cái cầu ong nhộng. Cho nên là cái thùng này người ta làm nó rất là hay. Cái kiểu như này nó hay hơn, ưu thế hơn cái thùng đấy các anh chị nhá. Thì đấy là cái hôm nay em muốn chia sẻ đến các anh chị, cái thùng quay 6 cầu này các anh chị này. Thì một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị nhé.